Hello, xin chào anh em. Hôm nay có một cái đơn hàng chân máy ảnh Manbili M28A. Đây là chân máy ảnh có một cái trục ngang. Thì như thường lệ thì trước khi có một cái đơn hàng mới thì mình sẽ phải mở hàng ra kiểm tra và dán tem cho sản phẩm này các bạn nhé. Thì tiện cái quá trình này thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Nói chung là cái chân máy ảnh này là một cái chân máy ảnh mới 100% và bọn mình sẽ phải kiểm tra xem là tất cả các chế độ của nó có hoạt động bình thường hay không. Đây là cái chân mà có thể bẻ ngang cái trục ngang mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở cái video đợt trước. Các bạn có thể tham khảo cái chân M28A mà mình đã làm video. Mình sẽ ghi cái video mà giới thiệu cái chân máy ảnh này ở cái sau cái video này các bạn nhé. Thì tổng qua một chút về cái chân M28A nhé. Cái chân máy ảnh M28A này thì là một cái chân máy ảnh có thể là bẻ cái trục ngang ra, nó sẽ giúp cho các bạn có thể chụp cái phương ngang các bạn nhé. Để chụp cái phương ngang thẳng đứng như này. Thì trong trường hợp mà các bạn nào mà quay phim hoặc là quay thao tác tay theo kiểu trên bàn ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái chân máy ảnh này, chúng ta gắn lên. Đấy. Khả năng chịu tải theo cái phương thẳng đứng thì cái chân M28A này theo nhà sản xuất là 15 kg. Còn nếu mà theo phương ngang thì mình nghĩ là nó khả năng chịu tải nó sẽ kém hơn. Tuy nhiên thì với bất kể một cái khả năng chịu tải nào thì mình vẫn khuyên các bạn là khi mà chúng ta đặt ngang như thế này ấy, thì các bạn cần phải móc một cái vật gì đấy nặng vào đây treo cái chân này để cái chân này nó ổn định nhất nhé. Tại vì khi chúng ta đặt lệch như này dù máy nặng hay nhẹ, nếu mà chúng ta đặt ở phía đằng này thì gần như là cái trọng tâm của cái chân này nó không phải ở đây nữa mà nó sẽ ở cái chỗ góc ở đây. Như vậy nó sẽ làm cái kết cấu của cái chân nó sẽ yếu hơn. Vì vậy một là các bạn sẽ phải buộc cái chân đối diện với cái máy ảnh này, hoặc chúng ta sẽ móc một cái gì đấy nặng vào đây đấy. Ví dụ như một cái túi đựng máy ảnh hoặc là cái ba lô, bất kể một cái gì đấy nặng vào bên phía đối trọng của cái máy đấy. Về cơ bản nó là như thế. Cái chân này cũng có cả monopod các bạn ạ. Đấy, monopod thì chúng ta phải kiểm tra để tháo xem là có vặn không. Cái đường kính ống chân của cái chân máy ảnh M28A là một cái đường kính là 28mm các bạn nhé. Đường kính ống này tương đối to, đường kính ống này nó kém cái đường kính 32mm thôi. Còn đâu thì nó thuộc loại là to này, chân này chân to này, chứ không phải chân nhỏ đó. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn không dùng cái kiểu phương ngang ấy, chúng ta dùng phương thẳng đứng thì cái chân máy ảnh này nó sẽ cao rơi vào tầm khoảng độ mét mấy đây. Mình mét 65 đến đây, mét 65 đến đây thêm càng nữa, nó gần như là xấp xỉ mét 9 các bạn nhé. Chân này có chiều cao xấp xỉ mét 9 đấy, sẽ là một cái chiều cao khá lý tưởng. Chiều cao mét 9 này chưa gắn máy ảnh nhé. Nếu chúng ta gắn máy ảnh lên thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2m đấy. Với một cái chiều cao này thì gần như là các bạn sẽ không bị vướng ai cả đấy. Đấy. Tất nhiên thì chúng ta nếu mà sử dụng bình thường, chúng ta không sử dụng cái chiều cao này rồi thì chúng ta có thể là hạ cái thấp cái trục đứng của nó xuống. Khi chúng ta hạ thấp cái trục đứng của cái chân máy ảnh này thì rõ ràng là cái chiều cao của nó rất là phù hợp với cái chiều cao của người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta. Cái đầu bi của cái chân M28A này là cái đầu bi KF0. Cái đầu bi này thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cũng khá nhiều. Nó cũng bao gồm 3 cái chốt khóa để sẽ giúp cho các bạn có thể di chuyển cái máy ảnh cũng như là chúng ta quay những cái thước phim tĩnh từ trên xuống khá là tiện. Về cơ bản là như thế, cái chân này thì mình đã giới thiệu rồi. Đấy. Và cái bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm là một cái bộ guiding spy kit như này và một cái vít lục giác đây. Và như mình sẽ tặng thêm một cái kẹp điện thoại trong trường hợp mà các bạn nào sử dụng cái chân máy ảnh này để quay thao tác tay hoặc là quay kiểu từ trên xuống với điện thoại để chống cháy. Cơ bản nó như thế. Đây, bộ guiding thì chúng ta sẽ phải tháo mấy cái đệm cao su phía dưới đáy chân này ra và chúng ta thay bằng guiding vàng. Tất nhiên là chỉ guiding này chỉ sử dụng trong trường hợp mà nền đất yếu ngoài trời, ví dụ ở bãi cỏ hoặc là bãi biển. Còn nếu mà trong trường hợp mà quay ở trong nhà thì chúng ta không cần phải thay cái bộ guiding các bạn nhé. Đấy, cơ bản là như thế. Cái chân máy ảnh này thì nó khá nặng đấy, nó phải rơi tầm khoảng xấp xỉ 2 cân đấy. Các bạn cần một chân máy to và khỏe thì rõ ràng là cái khối lượng của nó các bạn phải đánh đổi, chứ không thể nào nó lại vừa to vừa khỏe mà lại vừa nhẹ được. Trong trường hợp nếu mà có những cái chân mà vừa to vừa nhẹ vừa khỏe như ví dụ như cái chân C3T này thì rõ ràng nó là làm bằng carbon thì giá thành nó sẽ đắt hơn, và cụ thể nó sẽ đắt hơn gấp đôi đấy. Đấy thì chúng ta cũng có thể cân nhắc về cái vấn đề đấy. Tất nhiên là nếu mà nhu cầu của các bạn chỉ là để nhà mà có một cái thanh ngang để chúng ta chụp từ trên xuống thì cái chân máy ảnh M28A này khá là phù hợp. Đấy, cơ bản là như vậy các bạn. Sau đoạn video này mình sẽ đóng gói và dán tem cái chân máy ảnh này rồi gửi cho một bạn
khách hàng mà đã tin tưởng sử dụng cái dịch vụ bên mình. Sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 12 tháng các bạn nhé. À, có một số những lưu ý này, anh em có thể nhìn thấy này, tất cả những cái chốt ở đây được làm bằng kim loại các bạn nhé. Có một số người thì khi mà nhìn thấy một cái đường vạch kẻ chỉ ở đây thì người ta nghĩ là cái khớp nối của những cái chân M28A này là khớp nối bằng nhựa, nhưng tuy nhiên không phải các bạn nhé. Thì nhân tiện video này mình đính chính cho các bạn là cái khớp ở đây tất cả đây đều được làm bằng kim loại hết. Để chứng minh được cái đấy thì các bạn có thể thấy được rằng là trong cái video này mình sẽ tháo cái chân monopod cho các bạn xem. Đây ở bên trong này, các bạn có thể nhìn kỹ này, mình sẽ zoom rất kỹ vào trong đây cho các bạn xem. Ở đây thì trong nhà do vậy cái điều kiện trời nó không được tốt cho lắm. Đây ở trong đây các bạn có thể nhìn thấy nhá. Nếu mà cái chân này được làm bằng nhựa thì cái chỗ khớp ở đây nó không thể nào là cái kiểu mấu kim loại ở đây được. Do vậy cái này nó làm được bằng làm bằng gang đúc nhá các bạn nhá. Đúc theo khuôn ở đây này, chứ nó không phải là bằng nhựa nhá. Nhìn trông nó sơn cái màu đen khá giống nhựa nhưng thực sự nó làm bằng kim loại, khá là chắc chắn, không phải là hàng nhựa rẻ tiền. Mình mong các bạn là đừng nhầm lẫn một chút. Chứ chúng ta nhìn vào cái chân này, nhìn đến cái chỗ này bảo nó làm bằng nhựa thì nó không phải nhé. Nếu bằng nhựa thì cái kết cấu của chân này nó không thể nào chắc chắn, cũng không thể nào nặng như hiện tại được. Và cái chân máy ảnh này khi mà không sử dụng thì các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 70 phân đấy. Đấy cũng là một cái lưu ý để cho các bạn nào đang quyết định mua cái chân máy ảnh này cũng có thể tham khảo nhé. Sau khi mình đã kiểm tra như thế này thì mình sẽ dán tem trên sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành là 12 tháng. Về chân máy ảnh thì các bạn cứ yên tâm nhé, tại vì chân máy ảnh nó làm toàn bộ 100% là cơ khí, do vậy nó không phải là cái chân cái đồ điện tử, vì vậy mà gọi là để cái chân này nó hỏng được ý, đa phần là do va đập hoặc là do các bạn sử dụng không đúng quy cách. Do vậy mà khi bạn nào mua cái chân máy ảnh này của bên mình ý, thì bên mình sẽ gửi cho các bạn một cái đường link để các bạn có thể xem cái video đấy. Sau khi xem được cái video đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái chân máy ảnh M28A này một cách rất là dễ dàng và chuyên nghiệp. Cái chân máy ảnh này cũng bao gồm một cái túi được khá là ok và chắc chắn các bạn nhé. Sản phẩm này nó mức giá là chưa đến 2 triệu đồng các bạn nhé. Các bạn đừng so sánh với những cái chân ví dụ như Q99H, tại vì cái chân này thì nó có một cái thanh ngang nó rơi tầm 60 phân thôi, còn Q99H thanh ngang nó chỉ 40 phân thôi. Với cái thanh ngang 60 phân ý, thì sẽ giúp cho các bạn có một cái khoảng chụp từ trên xuống nó dài như thế này, thì sẽ giúp cho các bạn có thể chụp ở trong những cái thao tác nó ok hơn. Bên mình sẽ có một cái video, các bạn chỉ cần quét cái mã QR code này thì các bạn sẽ xem được cái hướng dẫn sử dụng cái chân máy ảnh M28A này. Tuy nhiên là khi các bạn đang xem video này, có thể là các bạn chưa mua cái chân máy ảnh này, thì chúng ta có thể là cái video đấy có thể xem hướng dẫn cho các bạn cái công dụng của cái chiếc máy ảnh M28A này. Còn cái video này chủ yếu mình nói tản mạn về cái vấn đề là ví dụ như khi mà các bạn mua hàng của bên mình ấy, thì bên mình sẽ xử lý một cái đơn hàng nó như thế nào, thì rõ ràng mình sẽ phải mở hàng ra kiểm tra, đặc biệt đối với các bạn ở xa. Sau đấy mình sẽ dán tem cũng như là viết một cái giấy hóa đơn bảo hành để chứng minh được cái sản phẩm này là bên mình, để bên mình sẽ dễ quản lý hơn. Nếu mà sản phẩm có xảy ra cái lỗi lầm gì thì mình sẽ căn cứ vào cái ngày ở trên cái tờ giấy hóa đơn đấy để mình kiểm tra. Còn một lần nữa thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mà mình chia tay những cái chiếc chân này khác nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn.